Con chào dì. Ủa, con đó hả? Dạ. Chờ về chút xíu, dì đang lỡ tay. À, dì chuẩn Ừ, bị đồ để vào thăm chú Khôi đúng toàn không? những thứ mà chú Khôi thích thôi à. Ngồi đi con. Dạ. À con, dì nghe vụ án sắp đưa ra xét sơ thẩm rồi. Sao bên con cứ bình tĩnh, không có động thái gì hết? Dạ thưa dì, thực ra thì thầy của con vẫn đang đi thu thập chứng cứ và lên kế hoạch để tìm chứng cứ bào chữa cho chú Minh Khôi. Nhưng mà con e là hơi khó, tại vì chú Minh Khôi với thái độ không hợp tác thì con e là khó lấy được sự đồng tình từ hội thẩm nhân dân và mọi người ở trong phiên tòa. Nhưng mà dù thế nào, dì cũng không bao giờ bỏ cuộc. Có được một người yêu như dì là chú Khôi có phước lắm. Dì không biết là mình là phúc hay là quả của chú Minh Khôi nữa. Đôi lúc dì cứ tự hỏi rồi lại trách mình. Giả như năm đó chú Khôi không gặp được dì, thì có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra con à. Dì kể cho con nghe đi dì. Dì, dì kể đi dì. Thôi được rồi. Con thấy câu chuyện của dì với chú Minh Khôi nó giống như là phim vậy đó. Hôm con nghe mà dì kể chuyện xong á, con về nhà, con cứ suy nghĩ hoài, rồi đoán già đoán non. Cậu đoán cái gì hả? Con đoán là chắc chắn là chú Minh Khôi có gặp cô Hoài Diệp, nhưng mà gặp như thế nào thì con chịu thua. Đương nhiên là con không đoán nổi rồi. Bởi vì Minh Khôi đã gặp Hoài Diệp trong một hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Đặc biệt sao hả dì? Làm sao mà chú Minh Khôi gặp cô Hoài Diệp? Dì làm con tò mò quá. Chuyện là như vậy. Hay là mình ngồi anh biết không, em thích cái cảm giác ngày lễ tình nhân lâu lắm rồi. Cảm giác đó thật là hạnh phúc mà nó sao sao khó tả lắm. Khi yêu nhau người ta vui nhất là những ngày này, anh cũng giống như em vậy đó. Nhìn những cặp tình nhân đi với nhau, họ hạnh phúc bên nhau. Bây giờ là 8 giờ rồi. Tự nhiên em xem giờ chi vậy? Em đừng có đóng kịch nữa. Ánh mắt vui mừng của em không giấu được anh đâu. Không quá 16 giờ nữa là hết thời hạn 3 năm rồi. Sao? Em không cảm xúc gì sao? Cảm xúc gì? Cảm xúc được giải thoát bởi lời hứa, bởi sự đợi chờ. Em cũng thích sao? Anh biết không, em mong chờ nó từng ngày, làm sao mà không thích được. Nhưng mà anh cũng đừng vui quá sớm, còn tới 16 tiếng nữa mới hết thời hạn 3 năm đó. 3 năm nay anh và mẹ đã lặn lội khắp chân trời góc biển để tìm kiếm mà cũng không gặp. Giữa rừng người này không lẽ Hoàng Diệp lại xuất hiện sao? Ở đời mà biết đâu được cái chữ ngờ hả anh. Thật ra thì em không dám nghĩ tới những điều tốt đẹp. Anh ơi, dạ anh mua hoa này tặng chị đi. Hoa này đẹp lắm, của nhà em trồng đó. Anh à, anh coi giùm em có vừa ý không. Nếu mà vừa ý, anh mua giùm em bán rẻ lại cho. Mua đi anh, mua giùm em đi. Lấy cho tôi một bó. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ 10.000. Gửi con. Cảm ơn anh. À dạ, ở nhà em có bán cây kiểng, nếu mà anh chị muốn mua em giới thiệu luôn cho. Dạ thôi, cảm ơn cô, chứ tôi không mua đâu. Dạ cảm ơn anh chị. Em có thích không? Dạ thích. Anh à, anh nghĩ gì vậy? Em mời anh chị mua qua. Qua này nhà em mới À, bán đó. cô ơi. Dạ. Nè, cô nói nhà cô có bán cây kiểng. Dạ có. Nhà em bán nhiều hoa kiểng lắm. Anh muốn mua loại nào? Cô có bán cây cọ không? Dạ có.
chỉ có 5 triệu một cặp à. Nếu mà anh muốn mua thì em dẫn về coi. Anh, à, thôi mình đi đi. Tự nhiên muốn mua cây kiển hả? Mua làm chi vậy? Mẹ có dặn anh á, gặp chỗ nào bắt cây kiển đẹp á thì mua về nhà trồng trước nhà, mẹ thích lắm. Mình đi theo cổ nha. Nè, mà nhà cô ở đâu? Dạ, nhà em ở gần đây thôi. Cô đi bằng cái gì? Dạ, em đi bộ. À, vậy thì... À, Diễm Chi à, hay là mình đi theo cổ về nhà chọn cây nha. Còn nếu em mệt á, em ra quán ngồi chờ anh, lát nữa quay về đó. Thôi, em phải đi chung với anh. Chẳng lẽ bây giờ mỗi người đi một nơi coi sao được. Anh chị đẹp đôi quá à. Nè, cô ra ngoài xe đi, tôi đưa cô về nhà nha. Dạ. Nè, chậu đỏ tới đó anh quẹo vô. Rồi rồi. Quẹo đây hả cô? Cảm ơn anh. Em vô với anh. Dạ thôi khỏi. Em có biết gì về cây kiển đâu mà vô. Anh cứ vô coi đi. Em ngồi đây được rồi. À, em đợi tí nha. Dạ. Anh có cô bạn gái xinh ghê. Bây giờ cô ấy chưa phải là bạn gái của tôi đâu. Phải hết ngày hôm nay cô ấy mới là bạn gái của tôi. Đi lối này nè anh. Không biết thằng Tư nó có thuốc mình hay không nữa. Nó nói đầu tư vô ba cái cọ này là hốt bạc lắm. Thiệt bao nhiêu vốn liếng bỏ vô rồi cả tháng nay không có con ma nào hỏi thăm. Ở bên này nè anh. Thưa cô, thư dưỡng con mới về. Không lo buôn bán rồi về đây làm gì? Dạ, con dẫn khách về mua cọ. Ủa, vậy hả? Dạ. Ờ, cậu tính mua mấy cây cọ vậy? Dạ, hai cái này nè cô. Trời ơi, sao con dám dắt khách về đây mua mấy cây cọ quý của Dượng vậy hả? Hàng này nó hiếm lắm, chắc là Dượng không có bán đâu. Ủa, Dượng dặn con ai mua qua thì bán qua đi, em mua cọ thì dẫn về. Thôi thôi thôi, thôi được rồi. Ờ, nếu mà như vậy á, cậu thích quá, để tôi năn nỉ ông bán cho. Ông ơi, không ấy mình bán hai cây cọ này cho cậu ấy đi. Thôi thì bà. Hôm qua người ta trả tôi 9,5 triệu mà tôi không bán á. Bây giờ tôi để cậu 10 triệu á, cậu mua không? Ủa, hồi sáng Dượng dặn con là hai cây này có 5 triệu mà. Mày khùng hả? Gì 5 triệu? Bán 5 triệu có nước ăn cám á. Tao nói 5 triệu một cây, mày nghe lộn thì có. Cái con này. Tôi xin lỗi, tôi không còn hứng thú mua hai cây cọ này nữa. Nếu ông thích á thì để ở nhà mà ngắm đi ha. Ơ thôi thôi, ông ấy bây giờ 8 triệu hai cây cậu lấy không? 1 triệu tôi cũng không mua nữa. À cô nè, tôi đưa cô ra chỗ bán qua tiếp nha. Xin chào. Vậy thôi cô Dượng, con đi. Ơ 6 triệu lấy không cậu? Tất cả do bà không. Đó, bài hát cho cố giờ ta đi mất tiêu rồi kìa. Ai biết đâu, thấy mặc đồ sang trọng quá tưởng đâu khách sộp. Bà lộ liễu quá. Ủa anh, không chọn được cây kiển hả? Anh không mua nữa. Sao vậy? Không thích thì không mua. Thôi em lên xe đi em. Dạ. Anh ơi, em tặng anh một bông, coi như là xin lỗi. Cảm ơn anh chị nhiều. À, tôi đưa cô đi nha. Dạ. Yeah. Quay dép, dậy nấu cơm cho tao nhanh lên. Quay dép à?
Anh chị sao? Tôi với Minh Khôi đã là sẽ tìm về dịp trong 3 năm. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Mẹ con tôi vẫn không tìm được quà dịp. Tôi xin lỗi. Tôi xin phép anh chị sao? Tôi xin ông cho Minh Khôi nó được cưới con Diễm Chi. Tụi nó quen nhau đã 3 năm rồi. Thế mẹ cũng mới về. Hoài Diệp, mẹ mày kêu ra chợ kìa, người ta đuổi đến nơi rồi đó. Hoài Diệp, cô gái bán hoa tên là Hoài Diệp, chỉ là sự tình cờ hay em chính là con vợ bé nhỏ của anh? Sao không một chút ấn tượng nào hết vậy? Thôi mẹ, hôm nay là lễ tình nhân, con có đi chơi với Diễm Chi không mà sao mặt mày bí xị vậy? Con mới đi chơi về đó mẹ. Có chuyện gì không mà sao bỡ ngỡ vậy con? Hả? Có chuyện gì hôm đó mẹ nghe coi. Dạ không có gì đâu mẹ. Đêm qua con làm việc khuya nên hơi mệt thôi mẹ. Mệt thì đi nghỉ đi. À, con, cái chuyện mà con tính cầu hôn Diễm Chi, con tính chừng nào con? Chưa đâu mẹ. Hôm nay con định tặng cho cô ấy một niềm vui mới. Nhưng đến bây giờ thì con lại thắng ngập ngừng. Là sao? Không phải con chờ đợi ngày này suốt 3 năm rồi hay sao? Vì lúc nãy con đã gặp một cô gái mẹ. Một cô gái? Dạ. Khôi, con đừng nói với mẹ là con mới gặp người ta mà con đã động lòng nha. Mẹ không thích mấy chuyện vậy đâu. Con phải biết sống làm người ở trên đời, quan trọng nhất là chữ tín. Như Diễm Chi nó đã chờ đợi con 3 năm rồi đó. Mẹ. Ừ? Nhưng nếu người con gặp là Hoài Diệp thì sao hả mẹ? Ai? Hoài Diệp hả? Con cũng chưa chắc lắm. Vì hiện tại cô ấy chỉ giống Hoài Diệp, chỉ cái tên thôi. Giống tên? Trên đời này chuyện trùng tên là chuyện bình thường. Nhưng mà con gặp cô gái đó ở đâu? Con cho mẹ đến gặp cô gái đó đi. Nếu đúng là Hoài Diệp thì mẹ sẽ nhận ra, mẹ biết liền. Hôm nay khi con với Diễm Chi đi dạo, vô tình gặp cô ấy đi bán hoa. Con làm mẹ hồi hộp quá. Nhưng mà chuyện này không thể suy đoán được đâu. Muốn biết chắc thì phải đến gặp hỏi cho rõ ràng. Lặn lội tìm kiếm bao nhiêu năm nay chị lại không thấy, đến giờ chót chị lại xuất hiện. Chắc là ba con và anh chị Sáu trên trời xui khiến. Con dắt mẹ tới gặp con bé đó ngày hôm nay đi. Mà cái con bé đó mặt ra sao? Mập hay ốm? Mà cái vết sẹo trên mặt nó còn không? Vết sẹo à? Ừ. Con có để ý tới cái vết sẹo trên mặt con bé đó không? Lúc đó con bối rối bất ngờ quá, con quên mất không để ý nữa. Trời ơi, con thiệt tình đó. Đó là cái cách mà lúc nào con cũng phải nhớ nhất. Nếu mà đúng cô gái đó có tên là Hoài Diệp mà lại có vết thẹo nữa thì chắc chắn là đúng rồi. Trên đời không có thể nào trùng hợp mà hy hữu như vậy được. Sao con lại quên mất chuyện này chứ? Không sao đâu, bây giờ mình có thể tìm hiểu được. Bây giờ đi con, đi. Mà đi đâu hả mẹ? Thì đi gặp cô gái đó chứ đi đâu. Coi cô ta có đúng là Hoài Diệp mà mẹ con mình đi tìm không?
Mẹ, nhưng hôm nay là ngày lễ tình nhân mà mẹ. Cô ấy đi bắn hoa, đi khắp thành phố mà biết tìm đâu ra cổ. Ừ, cũng tại mẹ nôn tìm ra ngoài dịp quá đi. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con đã biết nhà rồi, sớm muộn gì con cũng tìm ra thôi à. Chừng nào con đi gặp, con nhớ dắt mẹ đi chứ. Nếu như đúng là hoài dịp, nhất định mẹ sẽ nhìn ra ngay cái nhìn đầu tiên. Mẹ nè, chuyện này á, mẹ đừng có nói cho Diễm Chi biết nha. Con sợ cô ấy biết chuyện này, cô ấy sẽ sốc đó. Ừ, mẹ biết rồi. Mà Khôi à, nếu phải cô bé đó là hoài dịp, rồi con tính sao với Diễm Chi đây? Nó đã chờ con 3 năm rồi. Lòng con cũng đang rối bời cho chuyện này. Khôi, mẹ nói trước nha, nếu đúng cô gái đó là Hoài Diệp thì dù con phải làm cho Diễm Chi đau lòng, con cũng phải giữ tròn lời hứa của mình đó. Lúc nãy em giải chuyện gì mà chú tâm quá vậy? Lần này đi chùa, em cũng cầu xin trời Phật cho mọi người được hạnh phúc, cho người người được an cư lạc nghiệp. Cầu cho ba mẹ, anh chị em được sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Và cuối cùng là một nguyện vọng nhỏ cho bản thân của em. Em lúc nào cũng vậy, chỉ nghĩ cho người khác nhiều hơn là chính bản thân mình. Lúc nhỏ, nguyện vọng của em đơn giản lắm. Em luôn mong trời Phật phù hộ cho em học giỏi nè, đứng thứ hạng cao, nhiều lắm á là mình tốt nghiệp hạng ưu thôi. Chưa có lần nào em thấy mình tham lam, cầu nguyện nhiều như lần này. Anh nghĩ đêm như cầu mong cũng chính là ước nguyện của anh đó. Anh biết không, em đã tham lam cầu nguyện cho ngoài dịp được hạnh phúc. Giờ em cầu mong cho anh sớm tìm thấy ngoài dịp. Sao? Em cầu mong cho anh tìm được ngoài dịp, em không sợ mất anh sao? Em chưa nói hết mà. Em cầu mong cho anh sớm gặp chị ngoài dịp. Nhưng không phải một mình chị ấy, bên cạnh chị ấy còn có một người chồng xứng đáng. Em mong cho chị ấy có được hạnh phúc đích thực của mình. Có như vậy khi đến với anh, em mới cảm thấy là mình không áy náy, và anh cũng không cảm thấy say sức. Vậy tâm nguyện không thành của mình đúng không? Bây giờ thì anh mới biết. Anh nghĩ là em quá ích kỷ, và anh thấy thất vọng đúng không? Không, anh biết là mình đã ích kỷ hơn em. Vì lúc nãy anh đã nguyện cầu cho mình đừng tìm ra được hoài diệp. Vậy lúc nãy anh đã cầu nguyện vậy sao? Anh đã nguyện như vậy, anh đã mong cho hoài diệp đừng xuất hiện trước mặt mình. Có câu nói này của anh, em cảm thấy mình được an ủi nhiều. Bởi vì thật ra trong trái tim anh
em cũng có một phần nho nhỏ. Không phải là một phần nho nhỏ đâu, mà là cả một trái tim của anh luôn rồi. Em không tin đâu. Em không tin hả? Vậy em có cần anh lấy trái tim của anh ra để chứng minh không? Anh nè, anh nghĩ là em ác tâm tới mức đó sao? Thôi, mình đừng nói chuyện tình yêu ở chốn tôn nghiêm này nữa. Mình đi tiếp đi anh. Đi anh. Gì à? Vậy chú Minh Khôi có đi tìm cô Hoài Diệp không gì? Cô gái bán hoa đó có phải là cô Hoài Diệp không? Cuối cùng sao hả gì? Dì kể cho con nghe tiếp đi. Từ đây cho tới cuối cùng là một câu chuyện dài đó con. Vậy thì dì kể vắn tắt cho con nghe đi, con cũng biết kết quả làm sao. Rồi cuối cùng chú Khôi đó có tìm ra vợ của mình không? Bây giờ muốn nghe kể phải không? Dạ. Nhưng mà bây giờ dì đang nói buồn quá đây nè. Con á, con xin lỗi dì. Đúng là con mê chuyện quá nên con không để ý nữa. Thôi không sao. Ở gần bên nhà dì nè có một cái nhà hàng, hai dì cháu mình cứ ra đó, mình vừa ăn vừa nói chuyện ha. Dạ. Chờ dì chút xíu, dì lên chuẩn bị. Dạ. Tội phạm ngày càng có nguy cơ trẻ quá. Đúng là nỗi lo chung của xã hội. Dạ con chào chú. Tìm chú có chuyện gì không? Dạ con có một chuyện muốn hỏi chú, nhưng mà không biết chú có bận gì gì không à? Có chuyện gì mà rào trước đón sau vậy? Thôi ngồi đi. Dạ. Dạ, con biết là mình hơi nhiều chuyện, nhưng mà chuyện này không hỏi không được. Chuyện gì vậy? Dạ. Cậu uống nước đi. Con muốn hỏi chú về dì Châu Anh. Có phải năm xưa chú cũng biết dì ấy không? Châu Anh nào? Có phải Châu Anh là mẹ của Hoa Tiên không? Dạ đúng rồi. Châu Anh mất cũng đã lâu rồi, sao tự nhiên cháu lại hỏi về cô ấy vậy? Dạ, Hoa Tiên muốn nhờ con lật lại vụ án năm xưa. Cô ấy nghi là trong cái chết của mẹ mình có một điều oan khuất. Chắc là ông bạn già của chú đã nói gì với cô bé rồi. Dạ, trước giờ con vẫn nghe mọi người nói vì Châu Anh qua đời vì một tai nạn giao thông. Nhưng mà Hoa Tiên đã nghi ngờ trong cái chết của mẹ mình không đơn giản chỉ là một tai nạn. Con đã hứa giúp cô ấy làm sáng tỏ chuyện này. Chú có thể cho con biết một chút về dì Châu Anh? Dĩ nhiên là có thể rồi. Hồi đó tuy là chú và ông Thành Phát chưa quen nhau, nhưng chú biết rất rõ về Châu Anh. Cô ấy là một phóng viên chuyên viết phóng sự điều tra. Cô ấy được đánh giá cao vì thẳng thắn trong các vụ chống tiêu cực. Cô ấy rất năng nổ nhiệt tình, tuy có một chút bướng bỉnh và cố chấp. Còn Hoa Tiên á, thì cũng được thừa hưởng tính cách này từ mẹ nó. Dạ. Nhưng mà rồi tại sao cô ấy bị tai nạn hả chú? Chú cũng không nắm rõ lắm. Chỉ biết là hôm đó, sau khi viết xong về một bài phóng sự điều tra, trên đường về thì Châu Anh bị một chiếc xe đâm trúng. Tai nạn quá nặng nên cô ấy không qua khỏi. Lúc đầu ai cũng cho rằng đây là một vụ cố sát để bình đầu mối của một tổ chức nào đó. Nhưng kết quả điều tra tại hiện trường cho thấy đây là một vụ tai nạn giao thông bình thường thôi. Tài xế lái xe tải đâm vào xe của Châu Anh, tại vì hôm đó uống quá say nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Dạ cảm ơn chú. Cái chết của Châu Anh đúng là một cú sốc lớn đối với Thành Phát. Ông ấy đã suy sụp cả năm trời vì ông ấy không cam lòng. Lúc nào ông ấy cũng nghĩ rằng vợ mình bị người ta mưu sát. Còn sẽ được cách an ủi và giải thích cho Hoa Tiên. Tài liệu của vụ án vẫn còn trong tổ hồ sơ, nếu cần cha có thể lấy ra nghiên cứu.
tìm hiểu và giải thích tận tình cho cô tiên. Đừng để cho con bé ấm ức rồi suy diễn lung tung, kể cả ông bà thành phát của chú. Dạ, con sẽ làm sáng tỏ chuyện này. À, còn vụ án của Minh Khôi, Minh điều tra là tới đâu rồi? Cho nên đôn đốc họ làm nhanh một chút, vì dư luận xã hội đang quan tâm đến vụ án này lắm đó. Dạ. Dạ, dạ, vậy xong rồi, con xin phép chú con được không? Ờ, thôi được rồi. Em gạt tôi. Thì ra bao đang trong lòng em chỉ có hắn. Tại sao em có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Em có biết bao lâu nay tôi làm bao nhiêu việc cũng chỉ vì em toàn tâm toàn ý yêu tôi? Tại sao, tại sao em lại yêu hắn? Cả cuộc đời này hắn đã cho em được cái gì? Tại sao như vậy? Tại sao em được nghe lời giấu chuyện này? Tại sao vậy? Tôi đã nói cho bà bao nhiêu lần rồi, đi vô phòng phải gõ cửa, tại sao không nghe vậy? Em chỉ mang về cho anh thôi mà. Tôi nói cho bà biết, lần này tôi chỉ cảnh cáo thôi, lần sau tôi không có nhẹ tay như vậy đâu. Nếu anh nói vậy thì từ nay về sau em vô phòng sẽ gõ cửa. Em cứ nấu chị Yến cho anh bồi dưỡng nè, anh ăn đi cho bổ. Tôi có bệnh hoạn gì đâu mà bồi dưỡng bổ. Em nghe mọi người nói ăn chị Yến tốt cho sức khỏe lắm. Anh ráng ăn một chén đi, nấu chén chè này em phải canh lửa lâu lắm. Tôi nói không ăn là không ăn, mệt quá, tôi đi ngủ trước đi. Anh có mỗi lần không đi massage chắc nha. Không cần đâu, đi ngủ đi, đừng có làm phiền tôi. Anh à, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Không sao, nếu anh quên em sẽ nhắc cho anh nhớ. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng mình nè. Người ta nói mà, chàng cư nhiên bất thiện quả là không sai. Mà anh không quá được, không có chuyện gì làm, cứ suy nghĩ lung tung. Vợ chồng cưới bao nhiêu lâu nay rồi, còn phải đặt kỷ niệm ngày cưới hay coi gì nữa hả? Anh không nhớ kỷ niệm ngày cưới cũng không sao, chỉ cần anh nhớ em là vợ của anh là được rồi. Thôi thôi thôi, bà đừng có dở lại được khúc này nữa. Tôi mệt mỏi lắm. Bà có biết một ngày tôi làm việc ở công ty bao nhiêu giờ không? Tôi muốn được yên. Anh à, anh có biết là hơn 2 tháng vợ chồng mình không có yêu nhau không? Gì nữa đây? Hôm khác đi, hôm nay tôi không được khỏe. Bữa nay anh cũng nói vậy hết á. Có phải là có người đàn bà khác ở ngoài không? Trời ơi, là nhìn tôi bóng gió nữa. Tôi mệt quá đi. Bà nhìn lại mình đi, hả? Bao nhiêu tuổi rồi mở miệng ra là anh em, tôi nổi da gà cho dịch hết rồi đây nè. Thôi đi ngủ đi, sáng mai tôi có cuộc họp quan trọng nữa. Đi ngủ đi. Thank you.
Chào đi. Lúc nãy em chỉ nói giỡn thôi. Nhưng mà đối với Thế Kiệt này thì không bao giờ có chuyện đùa hết á. Em biết câu nói của em đã làm anh trở thành quá một con đường. Bây giờ đến lúc là em phải thực hiện cái lời hứa của mình rồi đó. Lúc nãy chỉ nói để khích lệ tinh thần anh thôi. Muốn rồi. Đối với đại ca Thế Kiệt này thì không bao giờ có cái chuyện mà đấu xin được. Bây giờ anh vậy, bây giờ chắc anh được em đi rồi tính. Anh được em đó. Thấy cái xe mà con biết tránh nó làm gì ăn hả? Em? Ai vậy? Ba của nó là anh của mẹ em. Thì anh hỏi nó là gì của em? Nhưng mà nhìn không có giống chị em chút nào đó. Trời, tao mà giống mày á, chết sướng hơn. Ở thành phố mà còn tệ hơn hai lúa nữa. Đúng là thôn nữ, kỳ mị, dịu dàng. Thiệt là chán quá đi. Thôi đừng nói lung tung nữa ơi. Bây giờ mình vô nhà quậy đi. Ở nhà người lớn đi hết rồi. Đi. Ok. Vô mấy cơ. Đi em. Vô. 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 Bữa nay á, uống xong á, không dê không xài nha. Không xài không dê. Hả? Bao nhiêu chai chứ? Thì anh uống bao nhiêu, em chiều bấy nhiêu. Giỏi ghê ha. Anh đừng nhìn nó nữa. Anh có nhìn nó đâu, anh kìa. Nhìn em mà. Hình như chắc từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được hôn không? Anh nhìn em đó, đó hả? Suốt ngày chỉ biết có đất với lại giường kiển không mà. Làm gì mà được ai hôn chứ. Em, cho anh cục đá đi. Vô. Vô. Cho đá em. Em à, nhìn em non tơ như thế này chắc chưa biết lạc thú tình yêu chứ. Anh sẽ cho em biết. Vô. Vô. Một hồng xanh bông trắng rồi lá vàng bông. Ôi bạn ơi, bông hê cho bạn bông. Ôi bạn ơi, là đôi nhà đường sáng bông rồi lá vàng
Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông. Ôi bạn ơi, bông mơ cho bà lỡ qua bạn ơi. Là đôi là đôi rừng, bông rồi lại mấy bông. Là đôi là đôi rừng, bông rồi lại mấy bông. Ủa, con sâu nè, ghét dễ sợ luôn vậy đó. Mới bắt tức thì lại có nữa rồi. Ăn cây hả mày? Chết nè, thấy ghét rồi. Bông xanh bông trắng rồi lá vàng bông. Ôi bạn ơi, bông nghe cho bằng bông lửa. Ôi bạn ơi, là đôi nhà đôi rừng, bông rồi lại mấy bông. Là đôi nhà đôi rừng, bông rồi lại mấy bông. Bông xanh bông trắng rồi lá vàng. Đang làm gì vậy hả? Gì vậy? Tự nhiên thấy anh cái sợ như là sợ cọp vậy. Anh mới tới chơi. Tự Yến không có ở nhà, chỉ có cô Dượng em thôi. Anh có muốn gặp cô Dượng của em không? Để gặp em cô Dượng của em để làm gì? Dạ, Tự Yến đi có việc rồi. Anh biết chứ, anh biết Tự Yến không có ở nhà cho nên anh mới tới gặp em đó. Em có biết không, hôm nay anh cố tình để tới gặp em. Anh gặp em hả? Gặp em để làm gì? Em đó nghe, đúng là ngây thơ thiệt hay là ngây thơ giả đây? Thì tất nhiên anh tới đây để nhìn em chứ làm gì. Tại sao anh lại đến đây để nhìn em? Chị em đẹp, anh đến đây nhìn, được không? Anh đừng có nói như vậy, Tự Yến nó nghe được, không có hay đâu. Thôi, em phải đi tới qua đây, chứ lát nửa trưa mà không xong, cô Dượng la em đó. Bỏ hết đi, có sao đâu. Đi, đi theo anh nói chuyện. Không, không được, em phải làm. Làm cái gì, em tưới hết đám hoa này đúng không? Được rồi, để anh, để làm cho. Nước ở đâu? Ở đây phải không? Nè, nè. Chờ anh chút đi. Qua đây, đi. Qua đây đi lên. Nè, ngồi xuống đây, ngồi xuống đi. Cởi nó ra. Anh quạt cho em nghe. Dạ, tôi được rồi anh. Hey, tưởng cho em hết quyền cái đám quà đồ, một tiếng cảm ơn cũng không có nữa. Dạ, cảm ơn anh, nhưng mà anh làm em mất hết rồi. Em có biết nhìn em bây giờ buồn cười lắm không? Anh đã xưa nay gặp rất là nhiều con gái, nhưng mà chưa bao giờ anh thấy có một người con gái nào giống như em hết. Rất là lạ, rất đặc biệt. Em chỉ là đứa con gái nhà quê thôi mà. Xin anh tha cho em. Tha cho em? Anh đâu có làm gì đâu mà em mới xin là anh tha cho em hả? Sao vậy? Nhìn anh dữ dằn lắm hả? Anh nói cho em biết, anh thích em rồi. Anh đừng làm vậy. Ngày xưa anh đã như vậy, đã dồ dập em như một con hổ đói. Vậy mà bây giờ ngay cả một cái nhìn em anh cũng không có. Thiếu kiệt, 20 năm làm vợ chồng, em yêu anh nhiều như vậy, lo lắng cho anh nhiều như vậy, không lý nào một chút tình cảm anh dành cho em cũng không có hay sao? Tất cả chỉ vì chị họ của em hả anh? Trời ơi, giá có thể quay ngược thời gian, em sẽ không đưa anh về nhà, sẽ không để cho anh tiếp xúc với ngoài dịp đâu.